Tạm thời tạm biệt cây của anh Công đây, ra đây là khó bán hôm nay. Nó những cây đẹp đúng không ạ? Thì khách hàng, cái lượng khách hàng nó đặc thù, không phải ai cũng có tiền để mua, mặc dù chỉ xem thôi. Hôm nay còn chẳng có người đi xem đấy. Đây. Chưa đến này là có ai gọi chưa? Không ai gọi. Không ai gọi. Đấy, alo, các bạn là nó đẹp ngay. Ờ, đây. Đang lún cún rồi này. Lún cún. Đẹp thế này. Lún cún. Cái gì? Đấy. Đấy, đấy, quay nó kỹ xem nào. Lại đọc số tiếp đi. 0982705096 0982705096 096. Chủ cây đây. Cây xanh rất là dâm, rất là mập, đẹp. Đó, như thế này đã đủ nét đi. Được chưa? À mà hôm nay nó đi triển lãm Thanh Hóa hết rồi. Sầm Sơn. Bố Sầm Sơn. Chờ em một tí, sắp xong rồi, ra cho anh Trương nữa. Cái đa này bao nhiêu điện đấy? Cái đa của anh Văn đang lên B2B đấy. Đâu ra đá? Xúc bạc. Anh đang bỏ cái đa. À đây nè. Cái đa của anh nó gọi là đa đồng tiền à? Đa đồng tiền. Cái này là cái đồ lão. Chờ đấy đã để tí là để ra ngày ạ, xong các bác cái nói chuyện với nhau đấy. Trực sạch sẽ quá nhỉ. Ừ, nghe về. Rồi, cây của anh à? Cây của anh. Ngay á, trực sạch. Đấy, chú thích như là của chú ấy. Ừ. Thích lắm mà bây giờ. Chú thích thì chú cứ mang về. Anh cứ báo giá đi. Anh em mà thích thì lấy mà. Giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, xanh trực. Đóng sạch sẽ rồi, việc chơi thôi. Lá đẹp. Lá không khác như là móng. Một cây tông cao rất hay. Cây tử này thì tùy, ai thích chơi thì chơi. Tính. Sang. Không sai, gọi lá móng cũng không sai. Đấy, từ trên xuống. Đấy, về của anh kia. Nhìn nó sạch sẽ, nó cảm giác nó yêu yêu rồi. Rồi, ok, rất xinh. Đấy. Cây để nói về
giá trị cao thì không nói, nhưng mà về về cái thẩm mỹ và cái xinh xinh, cái tầm tạm gọi là tầm dưới 10 triệu thì là chơi hay. Còn các bác chơi mà cốt cán, chơi đầm, chơi lùn thì lại không chọn, nhưng mà có bác là chơi cây nghệ thuật không cao thì lại chọn được, giá nó hợp lý. Cảm ơn anh nhá. Thích thì là của em, nhưng mà vấn đề là em cứ em thích chợ. Mới hiểu rồi, khoảng 200-300 là gian dẫn ra đây. Có cái con đổ này khủ khoảng quá nhỉ, rất khủ khoảng, nhưng mà bây giờ thế thì thôi, không dám chê chắc gì cả, nhưng mà thì các bác mà thương mại thì lấy về và làm giá tiếp và làm nó đẹp lên, còn các bác mà muốn người chơi thì phải suy nghĩ thôi. Ồ, lắc rất kịch. Đấy, rất như hình này. Rồi phải thành công cái cây sung rồi này. Rồi người ta gửi chung dâu, khách là quát của mốt thì cũng bốc. À, mình đấy, quái đấy. Đây đây vô. Nhặt chỗ này ra chỗ kia. Thì vào chỗ anh Trương với thằng. Cái này quê anh chưa? Đúng rồi, con quê đi. Cái này là lộc vừng à anh ơi? Đấy, lộc vừng nữa. Có lộc vừng. Đang lộc cỏ. Xuyên quê kìa. Bày trí hơi chật, khó nhìn. Cái hoa giấy ra đi rồi đúng không anh? Đấy, bán rồi. Vấn đề anh bán rồi. Không, em chán nhưng mà mãi làm mới để bán xong rồi cái đêm là vâng. Nhiều người hỏi lắm. Trên quê này dăm những cái giấy già xinh nhìn vừa nhìn. Đấy, mỗi phiên mang một cái bộ đề đá này. Trước kia có cây đẹp đẹp, chắc là bán cũng lạ lạ. Oro hay gọi là cái tuyết rừng trong miền Nam, miền Trung, miền Bắc tôi hay gọi là cái oro làm dừa rào. Cây đơn đỏ này hay nhất, cây đơn mẫu đơn này, nhìn cây mẫu đơn này, cái chậu lá lật đấy rất là ổn. Hoa rất đỏ thắm. Alo, ai đấy? Quê đúng không anh? Quê này đúng không? Hoa nhỏ nhỏ đúng không? À, rồi. Có. Trên 6 đồng mới ra đi được. Đây. Lúc em. Ôi. Hả? Tại vì là mua cũng đắt rồi mà. Đấy. Trước nó hoàn thiện rồi mình làm. Đấy, cứ trên 6 là ra đi được, thì chắc có buôn bán gì đâu. Cứ tùy anh em thôi. Đây đâu ạ? Lúc đi. Đấy. Thì anh em cứ nghiên cứu. Vâng.
nhé, bác nhé. Cái đơn này bao nhiêu anh? Ơi, cái đơn này 5 triệu. 5 triệu, hay quá nhỉ? Mỹ Nhung. Hoa đỏ thấm như nhung. Bế điếc tốt. Bế tốt. À, xanh này cái trời. Xanh hay đấy. Đấy, tán rất thiên nhiên, bóng rất rộng, rất là bóng rất đẹp. Cắt giật cục kịch nha. Quê đấy bao nhiêu đây chưa? Đang mải tìm cách. Thích hỏi thế nào gọi anh Trương nhé. Hôm nay chợ nó cũng đầu giờ. Quay bác biết tên gì và alo thôi. Chúc cái giấy của bác bán rồi. Dừng rành rành. Chào biết của anh, cái này xe này xe khác. Xe này xe khác. Đây là cuối năm. Đấy, cây đẹp đấy. Quê đẹp đấy. Quê quá đẹp. mười hai đồng sẽ cắt giật dầm cục kịch. Nói chung là con quê là quá khó. Đúng rồi. Lên được thế này rồi thì ngon rồi. Nó lên đến tầm này rồi thì sao làm được. 12 nói quê này đẹp, dáng dấp rất ok, dáng dấp rất ổn. Ok, hôm nay chợ đó chỉ vắng vẻ vậy thôi, để ra đầu giờ chợ chỗ ông Nhạn không có cái gì không? Rồi, cứ tin tiếp các bạn nhé.